sáng nay ngày 29 tháng 1, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1996, ngụ tại huyện Cần Giờ, TP HCM. Theo cáo trạng, giữa anh Trần Thanh Vui và Nguyễn Văn Bình có mối quan hệ đồng tính, sau đó Bình nảy sinh ý định giết anh Vui cướp tài sản. Nhân lúc anh Bình mất cảnh giác, Vui đã ra tay sát hại rồi lấy 450.000 đồng, giấy tờ xe và điện thoại iPhone 3 cùng xe máy của anh Vui tẩu thoát. Xét thấy đây là vụ giết người cướp tài sản nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 18 năm tù giam về tội giết người cướp tài sản.